Chào các bác, vừa nãy tôi vừa mới làm một cái video mà nói qua về cái chức năng giải mã của con Omni này. Con Omni này nó có cái đặc biệt là ngoài chức năng giải mã trực tiếp để nó dùng thì nó lại còn xuất âm thanh được khi giải mã. Có nghĩa nó không khác gì một cái đầu giải mã. Có nghĩa thường một Omni số ấy, thì nó chỉ giải mã được trong bản thân nó và nó không xuất được âm thanh ra khi giải mã. Đó, con Omni này nó đặc biệt ở cái chỗ là nó giải mã được cho thiết bị khác. Và tôi bán với giá 5 triệu đồng. Lúc nãy tôi chỉ chạy với nguyên chức năng giải mã và bây giờ tôi đấu dây loa và để kiểm tra các chức năng trước khi đăng lên giới thiệu tổng thể cho các bác. 5 triệu đồng coi như là tôi bán với chức năng giải mã, giải mã xuất xuống một âm ly khác. Và đây là đang giải mã xuống một cái âm ly săn xui phía dưới này đây. Đó. Cái đầu này nó bị vấp cái bài này. Đó, khi đây là đang giải mã trực tiếp cho một âm ly khác. Còn bây giờ tôi không chạy nó nhá. Tôi không chạy nó, tôi tắt volume âm ly dưới này. Tôi bấm đường loa. Phía trên này có nút chọn loa mà. Đây là chạy trực tiếp giải mã của nó. Loa trái có tiếng này. Loa phải có. Đẹp bát. Đó, đây là tôi đang đấu loa trực tiếp và chạy trực tiếp. Còn nó có đường xuất âm thanh ra để giải mã cho một âm ly khác. Đây là đường tín hiệu quang giải mã và đường xuất ra. Nó có hai đường xuất ra, AVE out ở tape và bên này VCR out. Đây từ cạnh ngang sang. Đó, rất giá trị luôn một con âm ly. Sản xuất tại Hàn Quốc, 270W âm ly Mỹ, Marzahn 5000, điện 100V 270. Rất nặng nha, bề ngang 45cm, còn bề cao 16, bề sâu tầm 42cm. To nặng. Và với cái chức năng giải mã của con Omni này thì đảm bảo nó hay hơn những cái đầu giải mã như này. Những đầu giải mã này thì cấu tạo nó sẽ không gấu được bằng cái Omni này. Chẳng qua là nó là Omni, nên là thôi bán giá vậy. Coi như là bán hai chức năng đi. Omni và giải mã đi. Cái đầu riêng thì tôi còn bán đắt hơn. Những than ôi con đê bàn, bao tiếng hát cùng đàn, người chẳng mang con chê chán. Với tín hiệu quang thì các bác để nút DVD, bấm vào DVD và bấm vào nút digital này để chọn được quang. Nó có 3 tín hiệu giải mã là đường quang và 2 đường đồng trục 1 và 2. Đấy, bây giờ tôi sẽ tắt bỏ loa này, bấm bỏ loa này. Đó, tôi sẽ chạy bên dưới giải mã thôi. Lên gắn tía vì hoàng siêu đồ theo nước mặt nàng. Còn đâu, đâu lá ngọc cánh vàng. Còn đâu, đâu quyền quý cao xa. Em, hỡi em ngày xưa đó. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Giá chuẩn 5 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel hoặc nhà xe khách, phí vận chuyển người mua chịu, đặt cọc 1 triệu vào tài khoản tôi sẽ gửi hàng đi qua Viettel hoặc nhà xe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.